Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ rất ham học, có thể thu thập thông tin cho mình dù ở bất kỳ đâu. Vì thế mà họ có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Với mong muốn bản mệnh có thể nắm được vận mệnh, vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, gia chủ tuổi Canh Thân có gặp may mắn về tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đầy đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mậu, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợp Thành Mậu Cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với những người tuổi Mậu Thân, trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 2 năm 2021, từ ngày 19 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 2 năm 2021, từ ngày 31 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, các mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 2 năm 2021, từ ngày 23 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 2 năm 2021, từ ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu.
họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân 1968 trong tháng 2 âm lịch. Những người tuổi Thân nói chung và tuổi Mậu Thân nói riêng rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị ở xung quanh mình. Người tuổi Mậu Thân 1968, mệnh đại dịch thổ, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm, đương đầu với mọi thử thách trên đời. Tiền vận có phần vất vả, bản mệnh nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn, phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, gan dạ bền chí thì mới đến được thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý đừng nên cố chấp mà mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung, chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Bước vào tháng 2 âm lịch, tình hình sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Mậu Thân không có nhiều khởi sắc, không quá hy vọng đây sẽ là một tháng tốt đẹp đối với các gia chủ tuổi Mậu Thân. Sự nghiệp ổn định sẽ đem đến tài nguồn. Sự nghiệp ổn định sẽ đem đến nguồn tài lộc dồi dào. Tuy vậy, bản mệnh phải chi tiêu rất nhiều trong tháng này. Nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý, sẽ cháy túi lúc nào không hay. Thời gian này, bạn hãy dành để quan tâm, chăm sóc gia đình của mình. Công việc bận rộn khiến bạn bỏ bê những người thân của mình. Thời gian này, bạn hãy dành để quan tâm, chăm sóc cho gia đình của mình. Tân âm kim gặp thân dương kim nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Thân trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình nhà mình. Để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Dù là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí giúp gia chủ đón nhận tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Mậu Thân. Tháng này, người tuổi Mậu Thân rất bận rộn đến mức bạn hầu như không có suy nghĩ, cơ hội về tương lai hay những chuyện ngoài lề khác. Các dự án lớn phức tạp sẽ lần lượt chờ bạn giải quyết. Bạn là người cuồng công việc nên thời điểm này là cơ hội để quý gia chủ chứng minh thực lực của mình. Nhưng tốt hơn hết, quý gia chủ vẫn nên có một kế hoạch cụ thể, nếu không sẽ gặp những bối rối và bất lực. Một số bạn tuổi Mậu Thân đang có suy nghĩ nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại. Thời điểm này chưa thích hợp, sẽ rất khó để tìm được công việc như mong muốn. Bên cạnh đó, những người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp cuối năm rất nhiều. Bạn phải tăng ca làm liên tục, nhưng bạn cũng sẽ nhận được mức lương thưởng xứng đáng. Để may mắn thuận lợi cho những gia chủ tuổi Mậu Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Mậu Thân. Người tuổi Mậu Thân trong tháng 2 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập của mình. Bạn biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Đôi khi, những gia chủ của tuổi Mậu Thân lại chưa linh hoạt để giải bớt áp lực. Bạn chăm chỉ làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cho nên bản mệnh cần phải cân bằng giữa nghỉ ngơi và làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên thăng công tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng đến mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao.
Ngoài ra, do trong tháng này, tài lộc chưa thực sự như ý, nhưng bạn phải chi tiêu một số tiền lớn, chi nhiều hơn thu, dẫn đến tình trạng hao tài. Bản mệnh cần có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể. Để may mắn thành công, các gia chủ tuyển mậu thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo của tuổi mậu thân. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. Bị ảnh hưởng bởi công việc nên bạn trở nên vô cùng nóng nảy, mất bình tĩnh, chuyển áp lực công việc của mình cho người thân. Vì thế các mâu thuẫn xảy ra liên tục khiến hòa khí trong gia đình bất ổn. Bạn tốt nhất nên đặt vị trí của mình vào vị trí của người bạn đời để hiểu nhau hơn. May mắn các mối quan hệ xã hội trong tháng này sẽ ngày càng tốt hơn. Bạn giỏi giao tiếp, việc mở rộng các mối quan hệ là cơ hội tốt để bạn phát triển công việc. Bạn có thể gặp được những quý nhân giúp đỡ rất nhiều. Hãy ghi nhớ để đền đáp họ xứng đáng và may mắn hơn trong chuyện tình duyên, cũng như có nhiều cơ hội để may mắn trong công danh và tài lộc. Bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Sức khỏe của tuổi mậu thân trong tháng 2 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi mậu thân khá ổn định. Người tuổi mậu thân có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Những gia chủ tuổi mậu thân không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của gia đình, bản thân. Quý gia chủ nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp mọi người không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, những người tuổi mậu thân cần mang theo bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận được kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi mậu thân trong tháng 2 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Để hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi mậu thân trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau. Chúc anh chị luôn được thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.